Chiều nay, trong chương trình của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế HORECIC châu Á 2023 đã diễn ra các phiên đối thoại, hội thảo, phiên họp như là thúc đẩy sự phát triển của châu Á, hội thảo đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp nhất chuỗi cung ứng châu Á để tạo năng lực của phụ nữ và trẻ em châu Á. Thông tin vừa được phóng viên chúng tôi chuyển về. Tại phiên đối thoại, các diễn giả cho rằng nền kinh tế ở châu Á là nền kinh tế trẻ, sôi động, đa dạng các sản phẩm về lương thực thực phẩm, các mặt hàng gia dụng điện tử. Và tỷ lệ cung ứng ra thị trường nước ngoài bình quân khoảng 45% và ngược lại nhập khẩu khoảng 45% các mặt hàng từ các nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do vậy, các nước châu Á cần hợp nhất được chuỗi cung ứng dựa vào những lợi thế của công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI, logistics, điện toán đám mây, nhằm tăng cường tính linh động, nhanh chóng và chính xác trong quản lý điều hành và vận hành chuỗi cung ứng. Các chuyên gia nước ngoài đặt nhiều câu hỏi cho phía Việt Nam như việc áp dụng liên kết chuỗi cung ứng, chính sách hải quan, phát triển số hóa, vai trò của các viện trường. Các diễn giả cho rằng Việt Nam nói riêng và các nước châu Á có sự tăng trưởng mạnh nhờ thu hút đầu tư nước ngoài và có mối quan hệ ngoại giao rất tốt, nên cần xóa bỏ bớt hàng rào thuế quan, đầu tư công nghệ, xây dựng nhiều trung tâm thông minh, xây dựng nền kinh tế số, mở rộng thương mại tự do, tích cực tham gia các tổ chức thương mại thế giới, triển khai đa dạng chuỗi cung ứng giữa các nước châu Á và mở rộng ra các nước phương Tây, tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa giá trị nền kinh tế, cũng như quyền, lợi ích của quốc gia. Phát biểu điều hành hội thảo, diễn giả Pietro Bosano, phó giám đốc điều hành, giám đốc trường đổi mới sáng tạo tích hợp Chulalongkorn, Thái Lan đã khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu hiện nay. Việc sử dụng điện thoại thông minh đang gia tăng nhanh chóng, khiến các chính phủ phải thúc đẩy số hóa như là một mục tiêu hoạch định, chiến lược phát triển bền vững trong tương lai. Tại hội thảo, hàng loạt vấn đề đã được thảo luận, chia sẻ về cách thức để các ngân hàng, nhà đầu tư và chính phủ có thể triển khai các kế hoạch phát triển các loại tiền kỹ thuật số và các chính sách tích hợp. Các phương thức nhà phát triển ứng dụng tiếp cận người dùng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số. Từ kết quả hội thảo, giúp doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia có cái nhìn toàn diện, từng bước xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ, định hướng kịp thời, đẩy mạnh triển khai, áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động, góp phần tạo bước phát triển đột phá trên lĩnh vực chuyển đổi số. Tại phiên đối thoại, các diễn giả cho rằng nền kinh tế ở châu Á là nền kinh tế trẻ, sôi động, đa dạng các sản phẩm về lương thực thực phẩm, các mặt hàng gia dụng điện tử, và tỷ lệ cung ứng ra thị trường nước ngoài bình quân khoảng 45% và ngược lại nhập khẩu khoảng 45% các mặt hàng từ các nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Do vậy, các nước châu Á cần hợp nhất được chuỗi cung ứng dựa vào những lợi thế của công nghệ, đặc biệt là công nghệ AI, logistics, điện toán đám mây, nhằm tăng cường tính linh động, nhanh chóng và chính xác trong quản lý điều hành và vận hành chuỗi cung ứng. Các chuyên gia nước ngoài đặt nhiều câu hỏi cho phía Việt Nam như việc áp dụng liên kết chuỗi cung ứng, chính sách hải quan, phát triển số hóa, vai trò của các viện trường. Các diễn giả cho rằng Việt Nam nói riêng và các nước châu Á có sự tăng trưởng mạnh nhờ thu hút đầu tư nước ngoài và có mối quan hệ ngoại giao rất tốt, nên cần xóa bỏ bớt hàng rào thuế quan, đầu tư công nghệ, xây dựng nhiều trung tâm thông minh, xây dựng nền kinh tế số, mở rộng thương mại tự do, tích cực tham gia các tổ chức thương mại thế giới, triển khai đa dạng chuỗi cung ứng giữa các nước châu Á và mở rộng ra các nước phương Tây, tiếp tục phát triển, nâng cao hơn nữa giá trị nền kinh tế, cũng như quyền, lợi ích của quốc gia. Hiện nay, vấn đề chuyển đổi năng lượng đang nóng lên toàn cầu. Việc biến đổi khí hậu, các nước đều chịu ảnh hưởng. Đây là vấn đề được lãnh đạo các quốc gia, khu vực châu Á và toàn cầu quan tâm. Giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng đang là vấn đề khẩn cấp trên toàn thế giới nói chung và châu Á nói riêng. Tại phiên họp, các chuyên gia ở các nước Nhật Bản, Indonesia, Philippines đã có những chia sẻ xoay quanh các vấn đề như giảm phát thải khí carbon trong các ngành sản xuất công nghiệp, việc chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, cung cấp năng lượng sinh học, điện than, phát triển năng lượng tái tạo. Các chủ trương chính sách do cơ quan quản lý nhà nước ban hành đang là rào cản để các doanh nghiệp phát triển đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Việc phát triển thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, áp dụng các công nghệ năng lượng tiên tiến, giảm carbon và xây dựng các chương trình nâng cao năng lực, chuyển giao kiến thức là vấn đề cũng được các chuyên gia quan tâm thảo luận nhiều. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp về năng lượng xanh, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng đại dương, năng lượng hạt nhân là các vấn đề đang được quan tâm của nhiều quốc gia. Riêng ở Việt Nam, năng lượng mặt trời đã được sử dụng rất nhiều trong thời gian qua. Trong đó, túc bin gió được xây dựng và được đưa vào sử dụng trong vòng 30 năm và sau đó giải quyết vấn đề túc bin gió như thế nào cần phải được quan tâm.
Buổi đối thoại thu hút nhiều ý kiến và chia sẻ của các nữ doanh nghiệp xung quanh vấn đề bình đẳng giới, việc tạo cơ hội cho phụ nữ thể hiện vai trò, năng lực của mình trên các mặt đời sống, tham gia vào sự phát triển của doanh nghiệp, truyền cảm hứng và lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. Tại Việt Nam và các quốc gia châu Á hiện nay có rất nhiều chủ doanh nghiệp là nữ, họ có trình độ, năng lực không hề thua kém nam giới. Họ vừa tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn lao động, đồng thời góp phần vào sự phát triển của đất nước. Việc thay đổi nhận thức của xã hội, gia đình, trong đó tạo ra sự bình đẳng trong tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc cho phụ nữ ngày càng được các quốc gia chú trọng. Người phụ nữ cũng nên hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức và tự tin trong giao tiếp, ứng xử và điều hành quản lý doanh nghiệp.